Minasan konnichiwa, thì hôm nay chúng ta hãy cùng làm một ly nước bưởi xay thơm ngon và tốt cho sức khỏe nhé cả nhà. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần lựa được một trái bưởi ngon, sau đó là cắt vỏ và tách lát nước bưởi. Vì đây là bưởi da xanh nên muối bưởi thường có màu hồng, vị ngọt và ít chua. Nước bưởi xay thì rất là tốt cho sức khỏe, như là cung cấp vitamin C dồi dào. Ngoài ra, việc duy trì uống nước bưởi xay sẽ còn giúp cho chúng ta có một làn da mịn màng và săn chắc. Bước cuối cùng thì chúng ta chỉ cần bỏ muối bưởi vào máy xay sinh tố là xong. Chúc cả nhà thành công với món nước bưởi xay cả nhà nhé.